lắm ơi. Đây để giấy đó. Chứ giấy đồ qua đắt lại lên là mấy nữa. Cảm ơn. Cái toàn là bao nhiêu em? Toàn 3 mét. Toàn 3 mét à? Góc thì 60. Góc 70. Góc 70. Chi điều hết. Đây là thật là dùng luôn á. Dạ, đây là may đúng vụ luôn, vụ đẹp luôn. Cái này khoảng bao nhiêu tuổi chú Ảnh? 30 năm. Cái này 30 năm, 30 năm tuổi. Toàn thì 3 mét. Còn góc thì khoảng đường kính 70. 70 là gấp đôi là 14 phải không chú? Mà ra đúng sừng luôn á. Giờ tao biết bên mùng 10 chưa hết bông nữa. Rẻ khó chê luôn. Tàn dù rất là đẹp nha các bạn. Cái này anh nào sở hữu thì 200 triệu nghe. Đừng kêu giá. Cái này cây thời dù đẹp đẹp các bạn. Cái này chủ nói chung là không muốn bán nhưng mà kêu giờ bán thì 200. Cái mai này 30 tuổi. Thì cái dù của nó là 3 mét. Góc của nó là 70. 70 nhân đôi là 140 phải không chú? Đó. Mai này 5 cánh. Rất là đẹp. Thì ở đây là ở tỉnh Quảng Ngãi có một cây mai vậy các bạn. Mai này rất là đẹp. Đó thì anh em nào muốn sở hữu cây mai này thì liên hệ với mình nha. Khu này là chắc một cây duy nhất đó. Khu này ở tỉnh Quảng Ngãi có một cây này. Quá đẹp. Đó bữa nay là mùng 4 Tết Tân Sửu 2021. Đây, cái mai này của chú Dũng ở tỉnh Hòa Quảng Ngãi. Thì anh em nào muốn chơi mai thì tham khảo nha. À, bông này các bạn. Đó, mình sẽ quay từng đó. Đây là cái gốc này các bạn. Nói chung dù rất là đều. Anh em là cho mai ở ngoài Bắc nha thì sở hữu thì liên hệ mình nha các bạn. Tại vì cái mai này nói chung là cực kỳ đẹp nhưng mà ở xã chỉ có một cây thôi các bạn. Đó, mình đứng xa mình quay xa cận cảnh xa cho các bạn xem. Đó, anh em nào sở hữu thì liên hệ với mình nha. Rồi máy bay các bạn nha. Các bạn chúc các bạn anh em năm mới mình khỏe. Phát tài. Rồi anh em nào muốn sở hữu cái mai này thì liên hệ với mình có thể giá rẻ hơn tí nha các bạn. Rồi máy bay các bạn.